Theo một phân tích mới được công bố trên tạp chí Nature Communications, những người đã từng mắc COVID-19 có nhiều khả năng mắc các chứng rối loạn đường tiêu hóa như ợ nóng, đầy hơi hoặc trào ngược dạ dày thực quản trong năm sau nhiễm bệnh so với những người chưa từng mắc COVID-19. Nghiên cứu cho thấy rằng COVID-19 kéo dài có thể gây hại cho hệ tiêu hóa theo nhiều cách, gây ra các vấn đề về gan, viêm tụy cấp, IBS, hội chứng ruột kích thích và loét niêm mạc dạ dày ruột. Theo các phát hiện, những tháng sau khi nhiễm COVID-19 cũng có liên quan đến việc tăng khả năng bị táo bón, tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi và nôn. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích hơn 14 triệu hồ sơ y tế trong cơ sở dữ liệu của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ cho thấy, các chẩn đoán phổ biến nhất là các bệnh liên quan đến axit, chẳng hạn như trào ngược dạ dày thực quản, loét dạ dày. Sau khi các nhà nghiên cứu tính toán mức độ phổ biến của các vấn đề tiêu hóa khác nhau trong tất cả các nhóm, sử dụng các mô hình toán học để ước tính mức độ ảnh hưởng của COVID-19 đến rủi ro này cho thấy, những người đã mắc COVID-19 được quan sát thấy có nguy cơ cao mắc một số bệnh về tiêu hóa bao gồm: tăng 62% nguy cơ phát triển loét ở niêm mạc dạ dày hoặc ruột non, tăng 35% nguy cơ phát triển bệnh trào ngược axit, tăng 46% nguy cơ bị viêm tụy cấp, 54% khả năng phát triển hội chứng ruột kích thích, 47% có nhiều khả năng bị viêm niêm mạc dạ dày, 36% có nhiều khả năng bị đau bụng mà không có nguyên nhân rõ ràng, 54% có nhiều khả năng gặp các triệu chứng tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, nôn và đau bụng. Cho đến nay, các bệnh nhiễm trùng do SARS-CoV-2 đã góp phần gây ra hơn 6 triệu trường hợp rối loạn tiêu hóa mới ở Hoa Kỳ và 42 triệu trường hợp mới trên toàn thế giới. Theo một bài đánh giá trên tờ Current Opinion in Gastroenterology vào tháng 11 năm 2022, ước tính rằng các triệu chứng tiêu hóa xuất hiện ở khoảng một nửa người bị nhiễm COVID-19 cấp tính hiện tại. Các triệu chứng tiêu hóa vẫn tồn tại ở khoảng 10-25% những người này, 6 tháng sau lần nhiễm trùng đầu tiên, và 11% số người đánh giá các vấn đề về tiêu hóa liên quan đến COVID-19 là triệu chứng khó chịu nhất. Các tình trạng tiêu hóa bao gồm từ các vấn đề nhẹ về dạ dày đến các tình trạng đe dọa đến tính mạng như suy gan và viêm tụy cấp. Viêm tụy cấp là tình trạng có thể bắt đầu đột ngột và kéo dài trong nhiều ngày, gây buồn nôn, nôn, sốt và suy hô hấp. Tiến sĩ Yiyas R. Ali, Đại học Washington ở St. Louis cho biết, những phát hiện này cho thấy các vấn đề về đường tiêu hóa đang ảnh hưởng đến một số lượng lớn những người đã mắc COVID-19. Điều quan trọng là phải đưa sức khỏe đường tiêu hóa như một phần không thể thiếu trong quá trình chăm sóc sau COVID-19 cấp tính. Hiện tại, việc điều trị những vấn đề này dựa trên triệu chứng và không khác biệt đáng kể dựa trên các triệu chứng phát sinh trước hay sau COVID-19.